Xin thưa với quý vị đó, cái tâm si đó chúng ta có hai cái tâm si ha, có hai tâm si. Hai ha. Thứ nhất là si hoài nghi. Và thứ hai là si phóng dật. Thì khi mà sư liệt kê như vậy thì quý vị đã rất là dễ dàng là nhận biết được tâm si trong cái khi mà quý vị hành thiền rồi ha, và cũng như trong đời sống hàng ngày. Khi nào mà quý vị xuất hiện cái sự hoài nghi thì nó là sự xuất hiện của tâm si. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi từ cái nho nhỏ như đứng ở ngã ba đường, nhưng mà cái hoài nghi đó thì nó cũng không có thật sự nó quan trọng. Nhưng mà cái si hoài nghi mà trong Phật pháp mình hay nói đó là hoài nghi về Tam Bảo, có nghĩa là hoài nghi về Đức Phật, không biết là Ngài có thật là bậc giác ngộ hay không, không biết là giáo pháp của Ngài đó có dạy cái con đường hướng đến sự giác ngộ hay không, không biết là có sự xuất hiện của các vị thánh nhân hay không. Đó, thì đó là sự hoài nghi về Tam Bảo. Rồi hoài nghi về vị thầy thì thường ở trong chú giải đó nói cái vị hoài nghi về vị thầy ở đây là chỉ cho Đức Phật đó. Mà chúng ta cũng có thể hiểu là hoài nghi về cái vị thầy mà đang chịu trách nhiệm hướng dẫn cái con đường tâm linh của chúng ta, hoặc thầy. Đấy. Rồi thứ ba nữa đó là hoài nghi về con đường hành trì. Đó, là chúng ta không biết là chúng ta cái con đường chúng ta đang đi như thế là nó có đúng đắn hay không, nó có đưa đến sự giải thoát giác ngộ hay không. Đó. Hoài nghi về đường hành trì thì như thế đó, thì nó là cái sự hoài nghi ha. Còn những cái sự hoài nghi như là không biết đây là đàn ông hay đàn bà, hoặc không biết là người này bao nhiêu tuổi thì nó không không cần phải kể vào đây đó. Còn cái hoài nghi về Tam Bảo đó, thì những cái hoài nghi này thì chúng ta cần phải giải quyết ha, cần phải giải quyết nó. Đó là cái si hoài nghi. Còn cái si phóng dật á là nó gồm có cái hôn trầm và thủy miên ha. Hôn trầm á là cái trạng thái mà nó giả dự. Đó, giả dự hoặc chán nản, thụ động. Đó, mà chúng ta không có muốn làm cái gì hết, cái tâm nó vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thân. Đó, khi mà cái tâm nó bắt đầu là nó giả dự rồi đó thì bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng tới cái thân. Nha. Còn thủy miên á là buồn ngủ. Đó. Thì dựa vào đó để quý vị biết là cái tâm si nó có mặt. Ngoài ra đó nha, thì đánh cái dấu sao ha. Tâm tham hoặc tâm sân luôn đi kèm tâm si. Tại vì nếu như chúng ta không có si thì chúng ta sẽ không có tham và không có sân. Cho nên tâm tham và tâm sân thì nó luôn đi kèm với tâm si. Có nghĩa là tâm tham đi kèm với si, hoặc tâm sân đi kèm với si. À, cái luôn thì không có, thường có khi. Tại sao vậy? Bởi vì đó, tham đó, ví dụ như tham
thì có tham mà cộng với trí tuệ, tham cộng với tà kiến, thì cái tà kiến ở đây đó, nó là si đó, tham cộng với tà kiến đó, hoặc có khi á, là tham mà không có tà kiến, si cũng vậy, sân cũng vậy, có khi sân hay có khi là sân sân có tà kiến, hoặc có khi sân không có tà kiến. Rồi,